Xin chào các bạn. Video lần này của mình chia sẻ đến những người phụ nữ sau khi chia tay còn rất quan tâm đến đối tượng người đàn ông mà họ yêu. Có thể bạn là người phụ nữ đang yêu một người đàn ông nhưng người đàn ông đó lại đột ngột chia tay bạn mà không có một lời giải thích, không một tín hiệu, không một lời nhắn gửi. Điều đó khiến cho bạn đau khổ ngập tràn. Và có những người phụ nữ vội vàng nóng giận ly hôn, thỏa mãn cái tôi trong tức giận rồi sau đó lại hối hận ngập tràn. Và rất quan tâm đến việc người bạn đời của họ có còn yêu họ, có còn để ý đến họ hay không. Đây là video dành cho một số kiểu người đối tượng đang mong muốn quan tâm đến cái đề tài này bạn nhé. Như các bạn cũng đã biết rồi đó, tình yêu có cái ngày bắt đầu thì cũng sẽ có ngày kết thúc. Tình yêu càng bền chặt bao nhiêu thì lúc chia tay càng đau đớn bấy nhiêu. Bất cứ ai cũng mong muốn có được một tình yêu trọn vẹn, không chia tay, luôn hạnh phúc, luôn bền chặt. Nhưng mà cái sự thật nó không có như là mơ, sự thật rất là phũ phàng. Hai người sẽ thường có những mâu thuẫn, tranh cãi, cãi vã, rồi nghi ngờ, rồi không hiểu nhau, dẫn đến chia tay và rất có nhiều lý do khác để mà các bạn rời xa nhau. Nhưng mà sau khi chia tay thì sao? Điều đó không nhất thiết là bạn không còn yêu nữa. Đâu phải là cuộc tình nào chia tay bạn cũng hết yêu người đó đâu. Nếu bạn và nửa kia vẫn còn những cái hành động như trong video này tôi đề cập đến thì chứng tỏ các bạn vẫn còn yêu nhau rất nhiều, vẫn còn quan tâm đến đối tượng, có nghĩa là lửa tình của bạn hoặc là người kia chưa tắt hẳn dành cho người đang nghe video này. Thứ nhất là người đó sẽ tạo ra những cái cuộc gặp gỡ tình cờ. Nhưng mà khi người đàn ông á yêu một người phụ nữ thì anh ta sẽ tạo ra cái cơ hội để xuất hiện trước mặt người phụ nữ đó như một dịp tình cờ, khiến cho người phụ nữ có cảm giác đây là định mệnh, đây là chân ái của đời mình. Cái sự gặp gỡ này đúng là nhân duyên, tôi gặp được anh ấy quả là trời định. Những người phụ nữ nhẹ dạ, những người phụ nữ rất là dễ tin vào cái chuyện ông trời xếp đặt đó, thì có cảm giác như sự gặp gỡ chính là sợi dây tơ hồng kết nối họ với một người đàn ông khác. Khi người đàn ông đã chia tay với bạn, người đàn ông đó vẫn có thể tạo nên những cái sự gặp gỡ bằng cái sự tình cờ như thế đấy. Sau khi chia tay một người đàn ông, nếu mà anh ta vẫn còn yêu một người phụ nữ và không quên được, anh ta vẫn sẽ tạo ra những cái cơ hội, những cái cuộc gặp gỡ như vậy. Thế nên là bạn thường xuyên gặp người cũ trên đường, hoặc là những cái ngày tan sở, hoặc là sau bữa tiệc, hoặc là bạn đi uống cà phê, hoặc bạn rong ruổi một mình, bạn vẫn có thể gặp được người đó. Vậy là chứng tỏ anh ta vẫn cố ý ở bên cạnh bạn để quan sát bạn, hoặc là nghe tin gì đó về bạn, anh ta sẽ xuất hiện đúng vào cái thời điểm mà anh ta còn nghĩ đến bạn. Cái điều thứ hai, anh ta sẽ xuất hiện khi mà bạn gặp những cái hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật hoặc là nguy hiểm. Với một người đàn ông còn yêu thì cái tình yêu đó sẽ thể hiện một cách rất là mạnh mẽ khi bạn đang ốm đau, hoạn nạn hoặc là gặp những cái sự cố trong cuộc sống hoặc là những vấn đề ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến bạn hoặc là con cái chẳng hạn. Nếu mà người đàn ông lo lắng, sợ hãi, chạy vật vã, lo lắng cho bạn thì bạn hãy yên tâm nhé, anh ta vẫn còn tình cảm với bạn đấy. Nhưng mà cũng có những cái vấn đề tôi muốn lưu ý với các bạn, một cái điều như sau. Có những người đàn ông sống rất là tốt khi mà không còn yêu bạn hoặc là còn yêu bạn đó nhưng mà đã chia tay rồi, thì người đàn ông đó vẫn thể hiện mình có trách nhiệm, vẫn tốt với cái người bạn mà trước đây họ đã từng yêu. Họ vẫn muốn là một người đàn ông tốt trong mắt của bạn, để lại cho bạn những cái ấn tượng khiến cho bạn không quên được. Thì bản chất người đàn ông đó, cho dù yêu hay không yêu đi nữa thì họ vẫn là một người đàn ông tuyệt vời bạn nhé. Bản chất của họ không thay đổi dù là hoàn cảnh đã khác rồi. Bạn bây giờ không còn là người yêu của họ nữa, nhưng họ vẫn quan tâm, họ vẫn tốt. Nhưng mà bạn đừng có ảo tưởng và ngộ nhận đó là tình yêu. Bạn phải xác định rõ ràng đâu là trách nhiệm, đâu là tình thương, đâu là tình yêu bạn nhé. Cái điều thứ ba đó chính là gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho bạn. Sau khi chia tay thì người đàn ông vẫn còn yêu người phụ nữ bạn nhé. Bởi vì đa phần tâm lý của người đàn ông á sẽ yêu người phụ nữ khi người phụ nữ đó không có ở bên cạnh. Khác với người phụ nữ là người phụ nữ rất yêu người đàn ông khi người đàn ông ở bên cạnh họ. Chính vì cái điểm tâm lý khác biệt như vậy mà khi đàn ông muốn nói chuyện với bạn, muốn lắng nghe tiếng nói của bạn hoặc là muốn nhắn tin với bạn thì anh ấy sẽ tạo ra những cái tình huống để mà anh ấy được nói chuyện hoặc là nhắn tin cho bạn. Có thể anh ta chỉ nhắn một vài lời quan tâm hoặc là một vài cái tín hiệu nào đó đơn giản, thường lệ thôi. Nhưng mà chỉ cần nghe thấy tiếng của bạn, anh ấy đã vui đến mức
như thế nào rồi. Trong tình huống này thì người ta sẽ chủ động nói chuyện với bạn, người ta sẽ nói một cái câu chuyện vu vơ vớ vẩn nào đó để mà được ở bên cạnh bạn, lắng nghe tiếng của bạn, hoặc là tạo nên một cái sự kết nối để từ từ nối dài, nối sâu và nối dài lâu hơn với bạn. Và thêm một cái cách thức nữa, đó chính là người đàn ông có thể chào đón bạn bằng một cái sự hồ hởi hoặc là lạnh lùng. Khi mà người đàn ông còn yêu một người phụ nữ, anh ta không thể làm ngơ được khi mà đối xử với người phụ nữ đó. Nhưng mà trong thâm tâm của người đàn ông, cho dù có chia tay với người phụ nữ đó đi chăng nữa, thì người đàn ông đó vẫn mong muốn cho người phụ nữ mình đã từng yêu được hạnh phúc. Đó là người đàn ông quân tử nha các bạn nha. Sau khi chia tay, một người đàn ông thực sự sẽ rất là buồn, sẽ suy sụp. Anh ta sẽ không còn tập trung vào công việc, anh ta không còn tập trung vào vóc dáng của mình nữa. Anh ta sẽ ngừng và không muốn liên lạc với phụ nữ và không quan tâm đến người phụ nữ anh ta đã từng chia tay. Nếu mà một người đàn ông thường xuyên la hét rồi mắng nhiếc bạn như lúc trước khi chia tay, anh ta sẽ phải làm đến những cái điều đó. Anh ta bực tức, anh ta thể hiện mình sai, và anh ta nói cho bạn biết rằng anh ta đang trở nên một cái con người như vậy đó, và anh ta đổ tất cả mọi trách nhiệm cho bạn, và anh ta tỏ ra rất là thảm hại sau khi chia tay. Như vậy thì anh ta vẫn còn mong chờ cái sự quan tâm của bạn. Và cái tín hiệu cuối cùng đó chính là anh ta vẫn đối xử tốt với những người xung quanh bạn. Người đàn ông tốt với gia đình, với bạn bè, với người thân, hoặc là với con riêng của bạn, hoặc là tốt với những người mà bạn đã từng mang ơn, thì cho thấy rằng người đàn ông này rất là coi trọng người bạn mà họ đã từng yêu. Dù là chia tay nhưng trong đáy lòng của anh ta vẫn muốn tốt với mọi người liên quan đến cái người phụ nữ mà trước đây họ đã từng có một thời gian gắn bó. Bởi vì nếu mà đối với một người thực dụng thì điều này không còn cần thiết nữa, nhưng mà với một người đàn ông tử tế thì họ vẫn có thể làm được những cái điều như vậy. Bởi vì cái mối quan hệ giữa bạn và anh ta bị bứt đứt, còn cái chuyện giữa anh ta và những người thân mà anh ta biết nó không liên quan gì đến cái chuyện mà hai người đổ vỡ. Chính vì vậy mà anh ta vẫn đối xử tốt với những người xung quanh bạn. Có một số trường hợp được hiểu như thế này các bạn. Có những người đàn ông không phải vì yêu bạn, mà bởi vì người ta thực sự là người tốt. Đó, người ta là người tốt, chính vì vậy người ta chỉ không gặp lại cái đối tượng mà họ đã bị tổn thương hoặc gây ra cho cái đối tượng đó sự tổn thương. Còn bản thân anh ta vẫn là những người cư xử tốt với những người đã từng có mối quan hệ với bạn. Chính vì vậy bạn cũng tránh cái trường hợp ảo tưởng mà ngộ nhận vì cái tình huống này bạn nhé. Khi một người đàn ông yêu bạn, bạn sẽ có cảm giác của tình yêu. Khi một người đàn ông tốt với bạn, bạn có thể rơi vào trạng thái ngộ nhận. Nhưng bạn nhìn nhận kỹ, bạn suy xét kỹ thì bạn sẽ thấy rằng cái sự ngộ nhận và một tình yêu thật sự nó khác nhau rất nhiều. Người đàn ông khi yêu bạn, họ sẽ biết cách thể hiện họ cần bạn, và những cái biểu hiện của họ luôn đi về hướng bạn. Họ tập trung cho bạn những điều anh ta đối xử tốt với bạn. Ví dụ như là giống hệt như cái ngày mà các bạn chưa chia tay, nhưng mà anh ta không còn muốn gần gũi các bạn, anh ta không còn nói những lời yêu thương các bạn, mà anh ta chỉ giới hạn trong một cái chừng mực nhất định và tôn trọng cái sự riêng tư của bạn, thì bạn hãy hiểu rằng anh ta đã không còn yêu bạn. Thực sự sẽ rất là buồn với một số người phụ nữ mong chờ cái tín hiệu tốt đẹp từ người đàn ông, nhưng mà có những người phụ nữ cũng sẽ bị ngộ nhận, bởi vì người đàn ông sau khi chia tay vẫn là một người đàn ông rất là tốt, là một người đàn ông rất là đàng hoàng, rất là tử tế, vì bản chất họ là người như thế. Cho dù có chia tay đi nữa thì họ vẫn là người như vậy. Và có một số người phụ nữ sau khi chia tay đã đánh mất đi một người đàn ông tốt, và người đàn ông đó vẫn là người đàn ông tốt với bạn, trách nhiệm với bạn, nhưng anh ta không còn yêu bạn nữa. Vậy thì hãy sáng suốt, nhận định, và bằng cái sự cảm nhận của riêng bạn, bạn sẽ biết được là người đàn ông đó tốt với bạn vì yêu bạn hay tốt với bạn chỉ vì đơn thuần anh ta là người tốt bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi.